mình là Mila và thú cưng ma thuật Morpho của mình có thể biến hình thành bất cứ thứ gì mình muốn. Này Mila, nhìn ba này. Con không thấy ba. Nhìn lên trên. Chào. Ngầu quá đi. Bà ngố quá. Thả ta ra Apple. Apple làm nữa. Có vui không hả? Không, không hề vui. Còn có ý kiến này, chúng ta đua đi. Hả? Nghe vui đó. Được rồi, ai tới được đỉnh núi trước thì người đó thắng. Chuẩn bị, xuất phát. Không, dừng lại đây. Ồ, họ nhanh thật đấy. Dạ, họ đang tới đỉnh núi đó. Chú từng đặt giải rồi đó. Đi thôi. Dẫn trước họ rồi. Mày thông minh thiệt ta. Giỏi lắm Morpho, chưa bao giờ mà thấy mình khỏe như vậy. Bà biết một con đường tắt đi hướng đó đi Morpho. Chúng ta bắt dấu họ rồi Morpho. Đúng vậy. Cái gì? Làm gì đi Morpho? Tuyệt thiệt. Đó là ngọn núi. Morpho mệt quá. Morpho cũng mệt nữa. Bà sẽ thắng cuộc đua này vì con Morpho. Không đâu. Ai thắng vậy? Tôi nghĩ là Hòa. Mà mệt thiệt đó. Sao? Đừng lo Mila, người làm tốt đạt giải thì luôn có hai giải thưởng mà. Hôm nay vui thật đó Morpho. Tôi cũng thấy vui thiệt đó. Cảm ơn Morpho. Lúc nào chứ cũng giúp mọi người như thế này thì tốt quá luôn đó. Morpho cũng giúp nữa. Làm ơn xuống đây đi cậu Bossy. Morpho à, cháu giúp bà được không? Cậu Bossy bị kẹt ở trên cây rồi, mà bà thì muốn bế nó trên tay như trước. Cháu giúp bà ở cùng nó được không? Không phải là ở cùng nhau như vậy. Nếu các người không trộm xe cảnh sát của ta thì cả hai người đã vào tù rồi.
Bọn ta không quan tâm. Đúng đó. Mô phụ, mày quả cho ở đây. Chớ giúp ta mang bọn cướp này tới đồn cảnh sát có được không hả? Dạ được. Ôi không. Cái gì? Mô phụ, đợi đó. Đưa bọn cướp tới đồn cảnh sát. Tạm biệt nha. Nó không đưa chúng ta vào tù kìa Stan. Thoát khỏi đây thôi. Ồ, chào mô phụ. Con giúp ba nâng mấy cái thùng này được không hả? Chúng nặng quá. Ôi không mô phụ, đừng mang lên mái nhà chứ con. Cháu đây rồi mô phụ. Dạ có chuyện gì? Anh bạn màu đỏ của cháu cho ta lên cây rồi chạy mất. Dạ không thể nào đâu. Ma phò không có làm. Ta tận mắt chứng kiến mà. Ma phò, cháu đưa bọn cướp đi đâu rồi hả? Chúng cháu chưa gặp bọn cướp mà. Ta thấy cháu đã đưa chúng tới đồn rồi mà Morpho. Vậy chúng ta phải bắt chúng lần nữa rồi. Morpho, biến hình thành robot đi. Ôi trời ơi. Con đùa như vậy là hơi quá rồi đó Morpho. Giờ thì đưa mấy cái thùng đó xuống lại đây cho ba ngay. Morpho đi với con cả ngày mà ba. Thiệt hả? Nhưng nó nhìn giống hệt mô phồ luôn đó. Có màu đỏ giống y chang mô phồ. Ngoài trừ mấy cái đốm màu xanh lá mà thôi. Đốm xanh lá? Hẳn rồi. Đó là Orpho. Chúng ta phải ngăn cậu ấy lại mô phồ. Chào mô phồ. Cháu giúp ta dọn chỗ này có được không vậy hả? Nhìn kia mô phồ. Orpho đã tự sơn đỏ người mình. Ôi không! Rửa sạch nó đi Morpho. Morpho biến hình thành xe cứu hỏa. Ôi! Cẩn thận Morpho! Đó không phải Morpho. Là Orpho hả? Giờ cậu không lừa ai được nữa đâu Orpho à. Cảm ơn mô phồ thật nha. Ô phồ sẽ trở lại. Wow. Ôi không, mô phồ biến hình thành siêu anh hùng nào. Cảm ơn siêu anh hùng Morpho nhiều nha. Wow, Morpho cũng muốn làm anh hùng. Morpho. Ôi không. Phải bắt hắn lại. Morpho. Siêu anh hùng Morpho. Cảm ơn mô phụ. Hey. Không, đừng làm loạn ở đây. Đem con hổ về sở thú lại thôi. Được thôi. Nhìn xem kìa. Là thiên thạch. Ôm vào gần thiên thạch.
thì thiên thạch đang rơi về hướng thành phố đó. Ôi không! Ngừng sao băng đi, Morpho. Giỏi lắm, Morpho. Cháu đã ngừng thiên thạch lại rồi. Cháu là siêu anh hùng đích thực đó, Morpho à. Hắn! Thả bọn ta ra! Mơ đi cưng! Bọn ta cần các ngươi để bẫy Morpho đó! Cứu! Cứu rồi! Ôi không! Tụi mình phải cứu các cậu ấy! Xeo anh hùng áp vào tới cứu! Dừng lại đi, Morpho! Bẫy đó! Áp vào cứu! Hả? Bắt được ngươi rồi, Morpho! Khoan đó! Đây không phải là Morpho! Là Morpho đó! Morpho, đây nè! Đưa cảnh sát Freeze đến đây bắt bọn cướp nha. Các người đang bắt cướp kìa. Cảm ơn Awful nha. Cảm ơn Awful đã cứu chúng ta. Cậu là siêu anh hùng đích thực. Emila Morpho, có người kiếm hai con đây nè. Ồ, ai vậy bác? Đó là... là người kem. Ta đã tìm ra được một hương vị tuyệt hảo mới cho kem này rồi đó nha. Nhưng ta đang ở nửa kia của thế giới. Vậy nên chỉ còn có một ít thôi à. Ờ không. Đừng có lo lắng người kem. Chúng cháu sẽ đến. Đó là Awful. Nếu cậu ấy tới được chỗ người kem trước, cậu ấy sẽ ăn sạch hết kem đó. Không! Đó là một Morpho mới hả? Không, xe tôi. Giờ tôi bắt tội phạm như thế nào đây khi không có xe cảnh sát hả? Tụi mình phải giúp cảnh sát Freeze lấy lại xe thôi, Morpho. Ha, cảm ơn Mila và Morpho. Hả? Chắc không biết cái gì dưới nước là nhanh nhất đâu. Nhưng tớ thì biết. Morpho biến thành thuyền siêu tốc. Khỉ nào? Xe đua không chạy nhanh trong rừng được đâu, Awful à. Chúng ta phải giúp bạn khỉ đó.
Waffle hả? Không, là Awful. Awful. Có vẻ như Awful tới trước rồi. Người đang hết kem của tao luôn rồi. Trời ơi là trời. Ôi không. Trễ quá rồi Marvel. Đừng lo, ta chỉ giả vờ như nó đã ăn hết kem của ta mà thôi. Để nó đi ra chỗ khác. Vẫn còn rất rất nhiều kem đủ cho các cháu luôn nha. Cho cháu và bạn khỉ nữa nè. Và cho ta nữa chứ. Cảm ơn ngài người kem nhiều. Đó Mila. Marvel thích gương lắm. Awful.
Không không awful, hãy trả về lại trong gương. Đó là awful. Ở trong thế giới gương, tất cả mọi thứ đều trái ngược với thế giới của chúng ta đó. Và vì awful thực tế cực kỳ thân thiện, ta e rằng awful sẽ chỉ làm những điều xấu xa mà thôi. Vậy tốt quá, chúng ta không thể để awful trong chơi khắp thành phố rồi gây rối được đâu. Nào Morphle, hãy chơi với Brahma một lát nha. Chào Morphle, hôm nay cháu thấy nào hả? Chào chú cảnh sát. Cháu làm gì vậy? Morpho, đừng bỏ chú lại đây chứ. Nghe như ai đó đang tìm kiếm Morpho hả ta? Cháu đi đòi Morpho, giờ thì đưa chú xuống nhanh lên. Cảm ơn ha, nhưng chú không ủng hộ hành vi này đâu đó. Hành vi nghịch ngợm là cháu chứ ai. Chính cháu đã đưa chú lên nóc nhà còn gì nữa. Nhưng Morpho vẫn ở bên trong với chúng cháu suốt mà. Không, chính là Morpho đưa chú lên trên cái mái nhà đó đó. Còn cười như vậy nè. Ôi không, có vẻ là Orpho. Ngài gương ơi, xin cho chúng cháu thấy thế giới gương. Ôi không, Orpho đã trốn rồi. Ôi trời, chúng ta phải tìm cậu ấy thôi. Xe của tôi. Cậu đang làm gì vậy hả Morpho? Cậu đang xây dựng cái gì sao? Nè, có chuyện gì vậy hả? Cái này không vui đâu Morpho. Đây rồi ha. Trò đủ như vậy là quá dai rồi đó. Trả mọi thứ về bình thường đi Morpho. Nhưng Morpho đâu có làm đâu. Chúng ta phải bám đuổi sát thôi. Morpho biến thành xe đua nào. Vậy còn xe của ta? Morpho, đưa bọn mình xuống dưới đất đi. Nhưng nếu đó là Morpho, còn kia là ai? Morpho. Ai sẽ thắng đây? Giả vờ là Morpho nữa. Brahma, biến Morpho thành xanh lá đi. Morpho xanh lá. Đợi đó Morpho, hãy giúp Troy và April xuống trước đã. Hy vọng chúng ta sẽ không gặp lại Morpho nữa. Chơi cho thú phép thuật này ở đâu ra vậy nhỉ? Morpho, hãy dọn dẹp tất cả và tìm hiểu xem chúng từ đâu ra. Yeah. Chỉ có hai tụi mình, trong khi có nhiều đồ chơi quá. Wow, có hai Morpho. Cùng nhau làm. Làm cùng nhau. Thank you.
Nhờ có thú nhân đôi đó. Thú nhân đôi có thể tạo bản sao của tất cả mọi thứ. Ai vậy ta? Xin chào, chúng tôi là những người thuộc hội hướng đạo sinh. Chúng tôi bán bánh quy. Nhìn ngon đó. Cho tôi mấy cái bánh quy nào. Không, Mila, Morpho, bọn cướp trộm mất thú nhân đôi rồi. Cần phải bắt chúng lại, nhưng chúng chạy xa quá rồi. Tụi mình bắt cướp bằng cách nào đây? Xe ba bánh. Cái này chậm quá. Morpho, biến hình thành xe cảnh sát siêu tốc đi nào. Ồ không, chạy đi. Chúng đâu mất rồi? Tớ tưởng chúng chạy hướng này. Hả? Nhìn kìa Morpho, chúng ở phía sau tụi mình. Sao chúng ở đó được hả? Bạn ta tóm các ngươi đây. Ồ không. Thú nhân đôi không có ở đây Morpho. Chúng giấu thú nhân đôi ở đâu vậy ta? Thú nhân đôi? Chắc nó đang nằm trong tay băng cướp nhạc cụ hay là băng cướp Long Vũ rồi đó. Kêu băng cướp quá. Hoặc là nó đang nằm trong tay nhóm cướp Mô Phù. Mô Phù, Mô Phù biến thành... Chúng ta là băng cướp băng cá nhân. Mô Phù. Thiết bị mới của băng cướp có thể điều khiển thú phép thuật tùy thích mà không cần chủ nhân ra lệnh cho bọn chúng. Có thú nhân đôi trong tay, chúng ta có thể nhân đôi bản thân luôn. Bánh xe hả? Chúng ta không muốn làm giống cướp bánh xe, mà chúng ta muốn làm nhân cướp kiềm giấy. Bọn ta nhóm cướp Mô Phù đã cướp được Mô Phù. Tuyệt, biến nó thành xe ủi đi, để ta có thể dễ dàng ăn trộm bánh xe. Không, biến thành giếp vỗ lông để vỗ lông vũ dễ hơn. Người ngốc quá, người ngốc quá. Người mới là ngốc. Ồ, nhiều Mô Phù quá. Yeah. Mô Phù, biến thành xe ủi đi. Mô Phù, biến thành giếp vỗ lông đi. Mô Phù không làm gì hết. Cũng phải thôi, bởi vì chúng ta chưa cho nó vào trong xe cướp. Đừng làm vậy. Nếu chúng ta lấy thú nhân đôi ra, sẽ chỉ có hai chúng ta mà thôi. Chúng ta trốn. Mô Phù có kế này, biến thành gì đây? Không, Mô Phù không có kế gì. Xe ba bánh. Không, không đủ nhanh đâu. Mô Phù cần Mila. Cuối cùng cũng được, mình cần cứu Mô Phù. Mila, Mila giúp Mô Phù. Mila nghĩ kế đi. Được rồi Mô Phù, nhưng có nhiều cướp quá đi. Nếu chúng hợp tác thì tụi mình không thể làm gì. Cướp không hợp tác, cướp chỉ cãi nhau. Thật hả? Nếu vậy chúng ta có cơ hội rồi. Morpho 1 biến thành khủng long bạo chúa. Morpho 2 hãy biến thành robot. Morpho 3 biến thành một cái quạt khổng lồ. Giờ thì cùng hợp tác để thổi đống lông vũ đi. Ô không. Morpho 4 biến thành thanh dốc. Cướp thú nhân đôi đi, ta cần nhiều lông hơn. Không, chúng ta còn nhiều bánh xe hơn.
gấp đôi số bánh xe. Ý kiến thật là ngu ngốc. Ý kiến thật là ngu ngốc. Không, chúng ta cần bánh xe. Long Vũ. Giờ chúng ta có thể cứu thú nhân đôi. Tạm biệt các bạn mơ phơ. Tạm biệt, tạm biệt. Không, không, không. Chúng ta không nên làm như vậy. Có đó nha. Morpho biến thành một con robot để bắt chúng nào. À, gì vậy? Ôi không. Và có bốn bạn Morpho và bốn tên cướp và mọi chuyện rất ly kỳ. Wow, nghe sợ thiệt đó. Không sợ. Nhưng bọn cướp không hợp tác, trong khi tụi con thì có. Do đó tụi con có thể cứu thú nhân đôi và biến Morpho trở lại thành một. Hai Morpho ôm hai cái luôn. Nè John. Gì hả Stan? Ta mừng là mấy đứa kia đã biến mất, chỉ còn có người ở lại đây với ta. Ồ, ta cũng nghĩ vậy Stan. Ngủ ngon John. Ngủ ngon Stan. Với cổ máy thời gian của giáo sư Raisin, không gì cản được bọn ta. Chúng ta phải ngăn chúng lại, Morpho. Biến hình thành siêu anh hùng khủng long nào. Thì các ngươi không thể phá hoại gì nữa. Ôi không, mọi chuyện đáng ra không phải là như vậy. Mila Morpho, giờ hãy bắt tất cả bọn chúng lại để ta có thể đưa chúng về thời tiền sử. Nhanh, bắt lấy con khủng long ba sừng đi Morpho. Ta nghĩ các cháu quên một con rồi nè. Ôi không, Morpho. Tới phòng thí nghiệm nhanh, chúng ta cần tìm ra Morpho đã tới đâu. Nghiện lộn xộn. Ráng một chút nha Morpho. Chắc là ổn rồi. Ừ,
cậu không sao? Kia chỉ giỡn thôi, nó không cắn. Ôi, đuổi nó đi đi. Hãy để cô ấy được yên, ông kia. Sao cũng được. Cảm ơn các bạn siêu nhân nhiều nha. Chúng tôi phải cảm ơn ai được đây? Các cậu tên gì? Bạn tớ không thể nói được. Bạn tớ là siêu nhân bịt mặt và không thể tiết lộ danh tính được. Trả lại giải thưởng đây. Nhưng ta chưa bao giờ có giải thưởng này ở trường. Phải. Giờ thì ta chính thức là vũ công ballet tài giỏi nhất. Được rồi, giải thưởng của các người đây. Không không, cứ giữ nó đi. Nó viết giỏi nhất trong việc bị bắt. Chúng ta là những nhà vô địch Stan. Chúng ta đang có mặt ở đây với những anh hùng đã cứu tất cả giải thưởng của thành phố chúng ta. Chúng tôi có một câu hỏi cho các bạn. Các bạn là ai? Bạn tớ không thể nói được. Bạn tớ là siêu nhân bịt mặt để giấu danh tính. Tên cháu là Troy. Cháu là April Maffa. Cảm ơn vì phát đống sách này giúp tớ, Maffa. Maffa, tuyệt. Bác cần tụi con giúp. Xoay ba bớt, lấy kính của ba và giấu trong nhà thú rồi. Kính của ba. Ma vợ mà rồi, ma vợ phải tự làm mọi thứ một mình. Ồ, xin lỗi ma phụ nha. Ước gì mình cũng có phép thuật như Morpho để cậu ấy có thể nghỉ một chút. Khoan đã, Mila, ý kiến tuyệt vời đó. Đây là thú kim tuyến. Nó có thể biến con người thành thú phép thuật trong vòng một ngày. Wow, chúng ta có thể biến thành Morpho thì sao? Wow. Wow. Mila, biến thành khỉ nào. Giờ chúng tớ có thể biến hình. Cậu có thể nghỉ một chút rồi, Morpho. Biến thành tên lửa. Giờ thì bay như thế nào đây ta? Nhìn thấy gì không hả Stan? Nếu trộm thuốc kim tuyến, chúng ta có thể biến thành băng cướp Morpho. Băng cướp Morpho biến... mình có thể biến hình mà. Mila, mau biến thành xe đua nào. Ngầu quá đi thôi. Wow, wow. Không dễ ha. Nhảy, nhảy. Làm sao con dừng đây? Ba cần chạy lẹ hơn. Wow, wow, wow. Wow. Cứ như vậy
thì mình không đuổi kịp bọn cướp đâu. Mình hãy biến thành robot đi ba. Được rồi, biến thành thuyền đi. Ba là robot. Robot. Robot hả? Wow. Không sao, Morpho, chúng tớ làm được. Cậu cứ ôm đồm như vậy rất mệt đó, nhớ không? Morpho không mệt, chúng ta làm cùng nhau đi. Các ngươi không chạy được nữa đâu. Chúng ta không cần chạy. Cô Kim Tuyến, biến hình chúng ta đi nào. Chúng ta không phải là Marvel Stan. Không, nhưng các ngươi là thú phép thuật. Ôi không, chạy đi. Chúng ta cứu được thú Kim Tuyến rồi. Yay. Bây giờ thì cho chung nào. Được rồi, biến thành tên lửa nào.